Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về những tình bạn tưởng chừng như không thể. Nhưng sự thật là tình bạn cũng có thể được kết giao mà không cần phân biệt về loài. Vì vậy, mời các bạn cùng Daily AZ đến với video 5 tình bạn khó tin giữa loài động vật nguy hiểm, Chito và Bocho. Câu chuyện bắt đầu cách đây gần 20 năm trước, khi mà ông Chito phát hiện thấy một con cá sấu Trung Mỹ với những vết thương nằm trên bờ sông Parismina và đang hấp hối. Ông đã đưa con cá sấu lên thuyền và mang nó về nhà để chữa trị. Tình bạn của cả hai bắt đầu từ đây. Càng ngày họ càng thân thiết với nhau thông qua những thời gian ông Chito chăm sóc và cho con cá sấu ăn. Ông đặt tên con cá sấu là Bocho. Thậm chí ông còn ngủ cùng với nó vào ban đêm ở trong nhà. Ông cho nó hôn và ôm khi nói chuyện với nó. Ông xem nó như một thành viên trong gia đình. Tại thời điểm mà Bocho bình phục, Chito đã thả nó về với tự nhiên, nhưng ông đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ta chảy nước mắt và theo ông trở về nhà. Kể từ đó, họ không thể tách rời nhau. Chito tâm sự, tôi chỉ muốn cho Bocho thấy rằng có ai đó rất yêu quý nó, rằng không phải tất cả con người đều là xấu. Số 4. Tình bạn với một con cá mập. Một ngư dân cách đây 2 năm trong một lần đánh cá đã tình cờ bắt được một con cá mập trắng trong lưới cá của mình. Nhưng sau đó, ông đã thả tự do cho nó. Từ đó đến nay, bất kể anh có đi đâu, con cá mập trắng này đều luôn ở bên anh. Có một lần, anh đã dừng thuyền lại, con cá mập này đã bơi lại gần. Sau đó còn cố tình để anh có thể chạm vào bụng và cổ của nó. Nó nhìn chằm chằm vào anh, cười với hàm răng lởm chởm và sắc nhọn. Mặc dù trông có vẻ đáng sợ, nhưng quả thực là nó đang cười. Lúc vui mừng, chú cá mập trắng này thậm chí còn thể hiện sự hạnh phúc bằng cách phun nước. Có phải việc này đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của bạn về cá mập không? Thật khó tin rằng con người và cá mập lại có thể làm bạn tốt của nhau. Nhưng thế giới này vốn có nhiều điều kỳ diệu và đây cũng là một trong những điều kỳ diệu như vậy. Số 3. Tình bạn giữa người đàn ông với gấu Bắc Cực. Matt Abbott Duma là người đàn ông duy nhất trên trái đất này có thể chạm vào một con gấu Bắc Cực mà không cần bất cứ sự trợ giúp hay đồ bảo hộ nào. Vị huấn luyện viên dũng cảm này thậm chí còn dám bơi và đùa giỡn với con gấu Bắc Cực 16 tuổi tên là Agi. Trên thảm cỏ, Matt có thể đùa giỡn với một trong những mãnh thú khỏe nhất hành tinh. Và ông là một người rất liều lĩnh khi để Agi dùng bộ hàm khổng lồ kẹp vào đầu mình. Và khi cả hai chơi đã thấm mệt, chuyên gia về động vật Matt có thể ngủ một giấc trong lòng Agi. Chưa ai nhiên, làm thế nào để tạo nên một tình bạn khác thường như thế này? Tất cả là vì trước đây, ông là một chuyên gia động vật học. Ông đã có hơn 40 năm nghiên cứu về loài gấu và ông có rất nhiều kinh nghiệm làm việc tại Hollywood. Ngạc nhiên hơn là Agi dường như cũng có những cảm giác về giới tính. Bà Dow, vợ ông nói, nó tỏ ra rất ghen tị khi những người phụ nữ khác nói chuyện với Matt. Nó tỏ ra rất vui vẻ với tôi, nhưng nếu có phụ nữ nào khác ở gần Matt, Agi sẽ tỏ rõ sự ích kỷ của nó. Số 2. Nhân tình của sư tử. Kevin Richardson là một nhà động vật học Nam Phi, sinh năm 1974. Anh đã nghiên cứu hành vi động vật hoang dã. Thời thơ ấu, ông là một cậu bé rất yêu động vật. Lúc 3 tuổi, ông đã có một con cóc và tự chăm sóc nó một mình. Sau này lớn lên, ông vào trường đại học và nghiên cứu về động vật học. Sau khi ra trường, ông luôn tin rằng ông sẽ gắn bó với một công việc liên quan đến động vật và nó cũng là sở thích của ông. Ông bắt đầu tham gia các khóa học về sinh lý học và giải phẫu học ở đại học. Sau này, ông đã có cơ hội để làm việc với hai con sư tử 6 tháng tuổi, Tao và Napoleon, tại công viên Lion gần ngoại ô ngôi nhà của ông. Và bây giờ, ông đã trở thành một nhà huấn luyện viên động vật nổi tiếng. Kevin Richardson hay còn được biết đến với biệt danh người tâm tình của những chú sư tử. Trong nhiều năm qua, ông luôn dành thời gian chăm sóc, nô đùa cùng những chú sư tử tại vườn thú của mình. Ông đã từng ngủ, ôm ấp, âu yếm và bơi lội cùng những chú sư tử này. Kevin luôn nhìn sâu vào trong mắt chúng để giao tiếp và tâm tình. Từ trước đến nay, anh cho biết anh chưa từng bị thương nặng do gần gũi với loài động vật này. Nếu có, cũng chỉ là những vết xước nhỏ vì nanh vuốt của chúng vô tình gây nên. Với sự hiểu biết sâu sắc về sư tử, Kevin Richardson biết điều gì khiến chúng vui, buồn, giận dữ hay hạnh phúc. Chúng thật sự rất dễ gần nếu bạn tôn trọng chúng. Tôi đã có được mối quan hệ rất mật thiết với những con sư tử của mình hơn 16 năm dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, Richardson tâm sự. Số 1. Cô gái có thú vui nuôi nhện độc. Rất nhiều người có sở thích nuôi chó và mèo làm vật cưng trong nhà, nhưng có một người phụ nữ có sở thích nuôi nhện độc, đó là cô Lisa Donovan. Cô ấy là một nhà côn trùng học ở Mỹ.
Đối với bản thân Lisa, nhận đọc là niềm đam mê của cô. Sau khi chuyển đến Úc sinh sống, hiện tại cô sở hữu 5 con nhện trong nhà và cô ấy thường xuyên chơi luôn chơi vui vẻ với chúng và chúng chưa một lần cắn cô. Có lẽ là vì chúng biết ơn cô. Đây cũng là một thứ tình bạn khiến bạn đáng ngạc nhiên đúng không nào? Cảm ơn các bạn đã xem.